tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Thềm Hoang của nhà văn Nhật Tiến. Tác phẩm được nhà xuất bản Đời Nay phát hành năm 1961 và đã đoạt giải thưởng văn chương toàn quốc năm 1962. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3. Nồi sớm cỏ, hai Hào chỉ thích có mỗi đào. Gã cảm đào mê mệt và chẳng để lỡ dịp nào để có thể ghẹo nàng dăm ba câu chuyện vu vơ. Đào không đẹp nhưng có duyên, một phần cũng là do cái tính lẳng lơ của nàng. Đứng ở đầu đào cũng cười được, tiếng cười rít lên như chuột rút. Cái cổ ngoẹo sang một bên, hai gò má núng nính thịt rung rinh, cặp mắt tít lại. Những hôm Phó Ngữ say rượu đi ngủ sớm, đào lẻn cha ra đứng túm năm túm ba ở ngoài giếng nước. Mấy cô chụm đầu vào nhau, nói chuyện nhảm rồi rủ lên cười. Tiếng phát đùi phát bẹn đơm đớp trong bóng tối. Mà bao giờ người ta cũng nghe thấy tiếng đào to nhất. Nàng chí bạn rõ đầu rồi chu lên. Ý cha mẹ ơi, bộ mày muốn hả? Khỉ gió cấu chết thịt người ta đây này, về nhà mà cấu nó có được không? Nó là đứa nào không khai được tao rút lưỡi. Bộ tưởng người ta đuôi cả đây hẳn. Hai Hào chứ ai. Đào dậy nảy lên phát đen đét vào lưng bạn. Khấm chữa khấm chữa, ai thuê mà nói. Một cô bắt chước giọng gã đàn ông. Đào thơ nỉu yếu em ơi, kén gì cho đặng bằng nơi cái anh Hai Hào. Tiếng cười lại chóe lên như tuột nắp. Và năm sáu cô lại ôm nhau rủ ra như những người không có xương sống. Nhiều hôm mãi chơi, đào bị bố sách kệ đuổi chạy đầu làng cuối sớm. Chó sủa vang cả một vùng. Đào xắn quần chạy trước, Phó Ngữ say rượu loạn choạng đuổi theo sau. Cái gậy vung lên, lão vừa quật xuống đất vừa chửi tán loạn. Cha bố tiên nhân cái con đĩ ngựa, ông mà tóm được mày thì ông cắt lưỡi, biết chưa? Nhưng chẳng bao giờ lão tóm được đào cả. Nàng chạy như ngựa vía, lòng qua hàng rào nhà này, leo qua cửa nhà kia. Trong một loáng chỉ còn thấy Phó Ngữ đứng chống gậy một mình mà chửi toáng lên khắp ngõ. Tiên nhân cha nhà mày, biết chưa, con đĩ ngựa. Nội ở cái xóm này, lão là người khó tính nhất. Lão quá vợ và chỉ có một mình đào. Càng về già, lão càng trở nên cau có, gắt gỏng. Mối lo duy nhất của lão là sợ thiên hạ chim không mất con gái. Mỗi buổi chiều ở xưởng về, lão thường sai đào đi mua lưng chai rượu. Rồi suốt cả buổi tối, lão cứ ngồi ôm mâm cơm và ly rượu để lèm bèm với con gái. Tao nói cho mà hay, cha bố cái con đĩ mẹ nhà mày, con gái là ăn thua ở cái tiết trinh, biết chưa? Mày lăng loàn đu đợn thì có con chó nó thèm lấy mày, biết chưa? Đào ngồi nghe mãi cũng chán, một đôi khi tức mình cũng chê một câu. Thì ai đã làm gì mà cứ rối mãi lên? Rồi cái thằng bố nhà mày, dễ tao không rối thì để cho mày đi đánh đĩ à? Tao nói cho mày hay, biết chưa? Giữ mày như giữ bơm trong nhà. Thì đuổi tôi đi. Đi đâu? Mày tính đi đâu con đĩ ngựa? Này, ông nói cho mà hay, ông còn ngồi đây thì chẳng có đứa nào bước ra khỏi được cái nhà này đâu, biết chưa? Thành ra trong nhà tiếng rằng chỉ có hai bố con, mà không lúc nào là không to tiếng hay xô xát. Đào thì dẫu có đánh chết cũng không bỏ được cái tính lẳng lơ, hơi một tí là mắt đã tít lại, miệng nhăn ra cười. Nhưng chính vì cái tính sốc nổi, bợp chợp ấy mà hai Hào lại say nàng mê mệt, gã tống tình nàng bằng đầu mày cúi mắt. Mỗi lần đạp xe qua giếng, nghe thấy tiếng đào cười, không biết ất giáp gì, gã cũng phá lên cười theo. Đào dẫu môi nhìn lên. Khấm chưa, ai người ta làm gì mà cười? Gã không đáp, chỉ nhe bộ răng trắng dởn ra, nhìn chồng chọc về phía nàng. Cái nhìn sổ sàng của gã khiến đào bẽn lẽn, nóng bừng cả mặt. Nàng liếc gã một cái thật dài, rồi cúi xuống nói bần quơ. Dơ đâu có thứ dơ lạ. Rồi nàng cao giọng hỏi bà cụ Tư đang giặt quần ở đằng xa. Có phải thế không hả cụ Tư? Bà cụ ngẩng lên ngơ ngác. Phải cái gì? Dơ đó, phải dơ không?
Bà cụ cau mặt lại, ném đống quần thâm một cách giận dỗi vào chậu giặt, rồi cau nhau: "Chớ lại không dơ, no thay tháng nó bắt con mẹ nó giặt." Đào rú lên cười. Nàng hễ hả nhìn theo Hai Hào, bẽn lẽn đạp cái xe ken két trên dòng xích sắt. Bắp thịt của gã vồng lên, hai bả vai vạm vỡ ướt đẫm mồ hôi, nơm nhễ nhại dưới nắng. Cho đến một hôm Đào đi chợ vào lúc hừng đông, trên con đường nhà nhạt ánh điện, nàng nhí nhảnh quậy cánh rau kiểu kịch trên vai. Hai Hào cũng dậy thật sớm, đạp xe theo hút ở đằng sau. Tay gã gõ nhịp vào thùng xe, miệng gã huýt sáo vu vơ. Đến một chỗ tối, gã la lên: "Rớt rớt!" Đào hạ gánh rau xuống, đứng lại xem xét rồi chanh chua: "Khấm chữa, rớt ở đâu nào?" Hai Hào cười ha hả: "Ô hay, ai nói nhà cô?" "Chả nói nhà đây thì nói ai?" "Nói bân quơ." "Này, thôi đi, sáng ra đừng có ám quẻ người ta." "Chả ám đâu, thương thì có." "Thương thương cái xương không còn." "Thật mà, thương thật mà." "Thề đi nào, đứa nào nói dối thì xe nó cán nòi con ngươi ra." "Phỉ phủi đi, chỉ dạy nào." Hai Hào sướng mê tơi, gã vội vàng tuột xuống khỏi yên xe. Hai bên đường phố hãy còn vắng ngắt, ngọn đèn đường vừa mới tắt trên nền trời trong xanh tươi mát. Đứng ở bên đào, gã tận mẫn bứt những lá rau non đem miết nát trong bàn tay. Dây lâu đào gỡ cho gã ra khỏi sự lúng túng. "Bứt mãi hư hết rau của người ta." "Hư thì đây đền." "Đền cái gì nào?" Gã ôm cứng cô gái vào hai cánh tay, Đào cũng ghì chặt lấy gã. Gã ấp úng trong hơi thở nóng hổi: "Đào ơi, mình ơi." Cặp môi của gã hôn như mưa lên má của Đào. Giây sau gã mới nói, giọng vẫn còn lạc đi: "Nên đây, tôi chở mình vào chợ." Đào dậy nảy: "Chịu thôi, chúng nó chế chết." "Chế cái nổ đi, mặc bố chúng nó." "Chịu thôi, để đến tối." "Tối ở đâu?" "Sau giếng đi." "Mấy giờ?" "9 giờ." Vừa đáp, Đào vừa đẩy gã lùi lại phía sau. Nàng sửa lại mái tóc rồi cúi xuống, nhấc cái gánh lên vai. Hai Hào sung sướng, đưa tay lên gãi gãi mãi bả vai mình. Đào nói: "Cắm theo đi nhé." Gã gật đầu lia lịa. Lúc Đào đi xa, gã nói với theo: "Mình đi bình an nha. Tối nha." "Thiệt nha." Từ hôm ấy, gã thì thọt với Đào rất nhiều lần. Hai người hẹn nhau hoặc ở đầu nhà, hoặc ở ngõ giếng. Có khi Đào liều lĩnh lại rủ gã đi coi tuồng nữa. Hôm hẹn với Đào, gã đóng kín cửa để sửa soạn cho mình. Hộp bi lăng tin đã nhiều lần lấy ra, lấy vào để ướm, để ngửi. Bây giờ gã mới thực sự đem dùng. Gã chải đầu bóng loáng và rẽ đường ngồi thật thẳng. Gã mặc chiếc áo sơ mi trắng bóp, bỏ ra ngoài chiếc quần kaki ngắn và chật căng. Chân gã rửa sạch, gã xỏ vào đôi guốc mộc còn mới nguyên thớ gỗ. Gã tiếc cái gương chỉ bé bằng nửa bàn tay, không đủ cho gã soi cả bóng của mình. Lúc sửa soạn xong, gã thập thò ở cánh cửa mấy lần, rồi mới dám đánh bạo bước ra. Gã cảm thấy rất xấu hổ vì chưa bao giờ mình ăn mặc trịnh trọng như thế. Mặc dầu trời đã tối hẳn, mà gã vẫn cúi đầu len lét đi, tự như tất cả lối xóm đều trông thấy mình. Gã bước những bước thật dài, đôi cuốc ngượng nghịu trên hai bàn chân thô kệch, gạch đất lộn nhổm làm gã vấp mấy lần. Qua nhà bác Nhan, cái hòn nhát trông thấy gã vội reo lên: "Chàng ơi, bác Hai đi đâu mà diện oách thế kia?" Hai Hào nóng mặt, vội vàng giơ hai tay ra xuyệt nó: "Im mồm, tao nên phố đây." Hòn nhảy cẩn hai chân: "Cho cháu đi vô với." Chả tức ứ lên tận cổ: "Đi cái nỗi đi, đừng có mà nôi thôi." Nhưng cái hòn đâu có biết nỗi khổ tâm của gã. Nó nói bồ bồ: "Cháu đi được, hôm nay u cháu về muộn mà." Mắt Hai Hào trợn lên, gã muốn vả cho nó mấy cái tát. Nhưng nghĩ thế nào, gã lại thò tay vào túi lấy ra đồng bạc rồi đai nghiến. "Xuyệt, mồm chó gì mà to như mồm mỏ thế. Đây, tao cho một đồng, về nhà cấm nói nà gặp tao nghe không." Cái hòn vội vã thủ ngay tờ giấy bạc vào túi, rồi gật lấy gật để: "Cháu không nói đâu, không nói gì hết." Rồi nó ù té chạy tuốt vào khu cửa. Hai Hào thở một hơi dài nhẹ nhõm. Gã đi như chạy trốn ra đầu ngõ. Lúc qua quán nhà cụ Tư, gã
Gã tảng lờ như không nom thấy mọi người đang ăn uống sùm ở bên trong, mà cũng không ai nom thấy gã cả. Đến chỗ hẹn, gã đã nom thấy Đào đang chờ dưới bóng tối một lùm cây. Hai người đi ngược lên mạn phố. Hôm nay Đào cũng diện ghê, nàng bận áo vải phin nõn và cái quần sa ten đen bóng mượt. Hai gò má nàng đỏ ửng lên vì phấn sáp, miệng nàng bởm bẻm nhai một miếng trầu. Hai Hào sung sướng hết ngắm người yêu lại nhìn ra xung quanh. Thành phố đông nghịt người qua lại, đèn thắp sáng choang khắp mặt phố, tiếng còi xe, tiếng hò hét, tiếng máy nổ vui như nỗi vui trong lòng gã. Gã thấy mình như bơi trên mấy tầng mây. Gã nắm lấy bàn tay mềm mại của Đào, nước da mát rượi của nàng gây cho gã cảm giác nôn nao. Gã ấp úng: "Mình xem tích gì bây giờ?" Đào đáp: "Lên ngã tư đi, hôm nay có lã bố hí điêu thuyền." Hai người len lỏi đi qua những lùm cây, lâu lắm gã mới nói: "Mình đi, ở nhà có nói sao không?" "Nói sao?" "Nói rằng đi chứ còn sao." "Tôi trốn đấy, nhưng cần gì cho thầy tôi đánh." Gã kéo Đào đi sát lại mình, giọng gã đầy thương cảm: "Khổ cho thân mình khổ vì tôi." Đào ôm lấy cánh tay của gã thì thầm: "Đã yêu nhau thì sông cũng lội, núi cũng treo nữa là." Hai Hào sung sướng nói: "Thiệt nha, mình nói thiệt nha." Đào chí cho gã một cái thật đau rồi nói: "Chả thiệt với mình thì thiệt với ai?" Một lát sau gã lại hỏi: "Bao giờ chúng mình cưới nhau nhỉ? Mình nhỉ?" "Bao giờ chẳng được." "Nếu thầy mình có ưng tôi không?" "Chả ưng tôi cũng lấy." "Thiệt nha, mình nói thiệt nha." Lòng nôn nao về ý nghĩ được sống mãi mãi bên Đào, gã cảm thấy hạnh phúc tràn ngập ở khắp mọi nơi. Trong gió mát, trong lùm cây, trên nền trời xanh đen thấp thoáng mấy vì sao thưa. Lâu lâu gã lại hỏi: "Chắc phải nâu nâu thì mới cưới ấy mình nhỉ?" Đào nhìn gã cười hớm hỉnh: "Thì bao giờ chẳng được, sao mà nóng thế?" Gã bẽn lẽn: "Đã yêu nhau mà lại không nóng, mình có thấy nóng không?" Đào cấu gã một cái rồi nói: "Rõ khéo nhà mình lắm nữa." Hai Hào bật lên cười, răng gã nhè ra, mắt gã nhìn Đào một cách đĩ thỏa. Đào đỏ mặt phát đôm đớp vào lưng gã: "Khấm chữa kìa, khấm chữa kìa." Hôm ấy hai người đi mãi đến khuya. Lúc trở về sớm cỏ đã chìm trong giấc ngủ. Đào bắt đầu cảm thấy lo lắng, nàng thì thào: "Mình về trước đi." Hai Hào trùng lại: "Mình đi trước thì hơn, tôi sợ." "Khấm chữa gì mà sợ?" "Thầy mình biết thì ông ấy đánh tôi chết." "Chả biết đâu, ông ấy ngủ từ lâu rồi." "Hẹn mai nhé." Hai Hào nắm chặt lấy tay nàng, hai người hôn nhau trong bóng tối. Một lát Đào đẩy gã ra: "Thôi khuya rồi, mình về đi." Gã buông nàng ra, hối hả đi vào ngõ tối. Qua cửa nhà phó ngữ, gã bỏ cuốc ra cầm trên tay, mắt gã mở to, đầu gã nghiêng nghiêng ngang ngóng. Cửa nhà Đào tối om, sự yên lặng bao phủ suốt một dãy nhà lá lụp sụp chạy dài. Gã cảm thấy lòng hồi hộp, hai chân gã bước rón rén, những viên gạch râm nhỏ đâm nhói vào gan bàn chân. Chợt gã giật bắn người lên khi nghe thấy tiếng quát ở phía đằng sau: "Sư bố thằng Hai Hào chim con gái ông thì ghè vỡ sọ mày ra, biết chưa?" Rồi từ trong xó tối có tiếng xô ghế đứng dậy, và gã thấy phó ngữ nhảy bổ ra với cái gậy quen thuộc ở trên tay. Hai Hào vội vàng la lên: Ơ, đâu nào, tôi chim ở đâu nào?" Phó ngữ hét lớn hơn nữa: "Ông biết rồi, ông biết tổng ra rồi." Nói rồi lão phục cho Hai Hào một gậy. Gã co chân ù té chạy, lão già vùng lên đuổi theo. Giọng lão oang oang phá tan cái im lặng về đêm của xóm cỏ: "Sư bố thằng Hai Hào, ông mà tóm được thì ông rút lưỡi, biết chưa?" Hai người chạy khuỳnh khuỳnh trên mặt đất gồ ghề, tiếng chó theo đó sủa rang lên loạn xạ. Hai Hào thục mạng băng qua một cái rãnh đầy bùn, phó ngữ theo sát ở đằng sau. Gã cuốn cuồng vứt phăng đôi guốc ở trong tay rồi len vào những gách nhỏ. Tiếng phó ngữ vẫn oang oang, làm mọi người trong xóm đổ ra lố nhố: "Mày chim con gái ông thì ghè vỡ sọ mày ra, biết chưa?" Hai Hào vượt qua một đống rác lớn, gã nôm thấy cái cổng bằng nan tre của nhà bác Tốn. Vội vã gã co chân nhảy tuốt qua rồi băng vào trong sân đất. Chân gã vướng phải mấy cái lon sữa bò, những chiếc hộp sắt va vào nhau kêu loảng xoảng.
Ở đằng sau, Phó Ngữ chờ tới. Lão quơ tay xuống đất, tìm mấy viên gạch ném mạnh về phía bóng Hai Hào. Trong nhà chợt có tiếng quát lên: "Ai? Ai đây?" Đó là tiếng bác Tốn. Khi ấy đang nằm mơ màng, chợt nghe thấy tiếng vách vỡ rơi lả tả. Bác vụt nhõm dậy và nhớ tới mấy trăm bạc để dành cất dưới nệm chiếu. Bác vội vàng thủ cái túi tiền vào ngực áo, rồi khua chân xuống đất tìm đôi guốc mộc. Bỗng có tiếng thở hồng hộc ở bên tai: "Nó đâu rồi? Nó đâu rồi?" Bác Tốn vùng tay ra phía trước, tay bác chạm phải ngực áo Phó Ngữ. Bác la lên: "Ai? Ai đây?" Phó Ngữ vội đáp: "Tôi đây, bố cái đào đây. Bác có thấy thằng Hai Hào chạy vào đây không?" "Ấm ơ chưa, Hai Hào vào đây làm đếch gì?" Giọng Phó Ngữ hậm hực: "Thì rõ ràng tôi thấy nó chui vào đây mà." Rồi lão bước xuống thềm đất, tức tối vụt cái gậy vào những xó xỉnh, miệng la to: "Thằng Hai Hào, ông mà vớ được mày, ông ghe vỡ sọ biết chưa?" Bác Tốn bật cười hỏi vọng ra: "Sao, nó làm gì cụ đấy?" "Nó chìm con gái nhà tôi, hai đứa rủ nhau đi đến giờ mới về. Cha bố tiên nhân quân đầu trộm đuôi cướp, ông mà nắm được mày thì ông giết." Lèm bè một hồi, lão lê cái gậy bước ra cổng. Mấy con chó sồ lại, lão điên tiết phang bậy một cái. Một con chó la quẳng lên rồi co chân chạy tú vào cuối ngõ. Tiếng sủa của nó không ngớt vọng lại phía đằng sau. Bác Tốn ngó nghiêng một lúc rồi dò dẫm về giường. Tay bác sờ soạn tìm hộp diêm và cây điếu. Chợt có tiếng lục sục ở góc nhà, bác bật dậy: "Ai thế?" Có tiếng thì thào đáp lại: "Tôi đây, Hai Hào đây." Rồi gã đội cái chổng lầm cờm bò ra. Bác Tốn nói: "Gớm, cậu vào lúc nào mà nhanh thế, cứ im tê thôi." "Xuyệt, lão ấy đi khỏi chưa?" "Khỏi rồi, đừng lo. Cậu tầm ngầm thế mà ghê thật, suýt vỡ đầu đấy nha." "Vỡ cái đổ đít này này, bộ não ấy thì đây chỉ đá một cái chết tốt." "Ai chà, hăng nhỉ. Vậy mà tôi cứ ngỡ lão ấy đuổi nhà ông chạy quắng đít lên đấy nha." Hai Hào bẽn lẽn bỏ ra ngoài. Gã lo ngay ngáy về số phận của người yêu. Tai gã lắng về phía ấy, nhưng gã không nghe thấy tiếng Đào la hét như mỗi khi bố nàng đánh nàng. Đầu sớm cỏ chỉ nhộn lên một lúc rồi trở lại với sự yên tĩnh hằng đêm. Gã yên tâm giơ tay phủi bụi trên đầu rồi bước xuống sân đất. Có tiếng Bác Tốn hỏi ra: "Hào về đấy hả?" Gã đáp: "Tôi về đây, cảm ơn bác đấy nhé." Bác Tốn bật lên cười: "Ơn với yết gì, nhà ông không đá vỡ đít con nhà người ta ngay trong nhà tôi là may bỏ bố cho tôi rồi." Gã hậm hực đi hùng hục trên những mô đất lộn nhộn. Nghĩ đến đôi cuốc mới để văng đâu mất, gã tiếc của lẩm bẩm văn tục. Mồ hôi trên vai gã ướt đầm đìa. Gã bỏ đi về cuối sớm. Đến quá nửa đêm, lúc gã còn đang thao thức về số phận người yêu thì có tiếng cậy cửa và tiếng gọi thì thào: "Mình ơi!" Hai Hào bật dậy, gã nhảy bổ ra tháo cái then cửa. Gã nom thấy Đào đứng ở dưới chân lão hói. Gã cất giọng suýt xoa: "Sao? Mình có làm sao không? Có đau không?" Đào lắc đầu: "Tôi không về, nom thấy ông ấy đuổi mình. Tôi đi tuốt ra đường cái rồi vòng lối giếng về đây. Mình có bị gì không?" "Không, tôi cũng nhanh chân chạy được." "Khổ quá, thật là mình khổ vì tôi." Hai Hào vội vàng bịt lấy miệng người yêu: "Khỉ nắm nữa, đã yêu nhau rồi mà mình cứ khách khí. Tôi khổ thế chứ, khổ nữa vì mình tôi cũng cam." Đào cảm động ôm chầm lấy gã. Gã dìu nàng đi vào trong bóng tối. Hai người im lặng không nói với nhau. Qua khung cửa sổ, trời bên ngoài sáng lên đùng đục. Có tiếng chuột chạy rinh rít trên ruôi nhà. Một lát có tiếng Đào dậy lên: "Đừng, mình ơi, tôi van mình." Rồi thì mọi sự trở nên im bặt. Chỉ có tiếng ghế ngựa du đi du lại kêu cót két và tiếng Hai Hào thở mạnh như những lúc gã đạp xe chở nhiều đồ. Trời càng ngày càng về sáng. Đằng xa thỉnh thoảng có tiếng ô tô chở hàng chạy nặng nề trên đường cái, xen với tiếng chó sủa vu vơ vọng lại. Qua kẽ vách, lão hói ngủ ngáy vang như sấm. Rồi bỗng có tiếng Đào tị tê khóc và tiếng Hai Hào dỗ dành: "Tôi nảy mình, được có khóc, rồi mình nấy nhau cần gì?" Giọng Đào thúc thích qua nước mắt: "Nhưng rồi bố tôi biết thì bố tôi giết." "Biết làm sao được,
chốc nữa tôi đưa mình về thật sớm. Ngộ tôi có chữa thì sao? Chả làm sao hết, mình lấy nhau rồi, tha hồ mà chữa. Mặt Đào tươi lên, nàng dụi đầu vào ngực gã nũng nịu và bắt chước cái giọng của gã. Thiệt nha, mình nói thiệt đấy nha. Có tiếng cửa mình của lão hói, hai người vội vàng nín thinh. Sáng hôm sau lúc bừng mắt ra, Phó Ngữ thấy mình ngủ gục ở hàng hiên. Lão vội choàng dậy nhòm qua khung cửa sổ. Lão thấy Đào nằm ngủ ly bì ở một góc giường, mái tóc nàng xổ tung, khuôn mặt nhếch nháp phấn son, hơi thở đầy vẻ nặng nề mệt nhọc. Lão hùng hổ xô cửa định bước vào, nhưng cái cửa kẹt cứng làm lão đau điếng một bên cánh tay. Thì ra Đào đã gài kỹ ở bên trong. Lão giận dữ thò tay xuống ghế với lấy cái gậy, rồi lão nện thình thình lên mặt cửa. Mở cửa, mở cửa, cha bố tiên sư con đĩ ngựa. Đào hốt hoảng tròn dậy, nàng dụi mắt nhìn ra xung quanh, nơm thấy bố đứng ở bên ngoài, đồng thời nhớ lại những phút đê mê mới xảy ra hôm qua đã làm nàng từ một cô gái biến thành một người đàn bà. Nàng sợ hãi kêu lên: Lại thầy, tôi lại thầy. Lại cái thằng bố mày ấy à, có mở ra cho ông không thì bảo. Vừa là Phó Ngữ vừa đá cái cánh cửa cho kêu lên rầm rầm. Đào cuốn quýt vừa dậm chân xuống đất vừa lu loa: Chịu thôi, tôi chịu thôi, tôi mở đi thầy vào thầy đánh chết tôi đi à. Hàng xóm bắt đầu bu lại, khiến cơn giận của Phó Ngữ càng tăng thêm. Lão quát ôm sờm: Mẹ bố mày, ông không đánh thì để rồi cho mày đi đánh đĩ à. Mở, mở. Bác nhàn gái ở ngoài len tới, nói chỏ vào trong: Thì mở ra nào cô Đào ơi, mở ra rồi xin lỗi ông ấy đi. Phó Ngữ gầm lên: Xin lỗi cái mã cha nhà nó, ông thì ông vẫn đập cho mà chết, biết chưa. Bác nhàn gái cố nén cơn giận đang đưa lên cổ, nói cượng thêm một câu: Nó đã biết lỗi thì tha cho nó một lần nào, ông cứ nghe tôi đi. Tha cái cờ, ông là ông không dung cái đồ voi dày quả mổ ấy đâu. Mặt bác nhàn bỗng đỏ ửng lên rồi tím lại. Bác đổi giọng quát lớn: Văng cờ ra với ai thế? Này, tôi nói cho mày biết, đây không có thèm dây với hủi đâu. Phó Ngữ sừng sộ: Hủi à? Bà nói ai là hủi, tôi nói cho bà nghe biết chưa. Tôi đếch sợ thằng nào con nào hết. Bà nhàn buông cái rổ xuống đất chồm lên: Không sợ thì làm cái thá gì, thằng nào con nào, đàn ông đàn an mà ăn nói như đồ cu ly. À, mày nói ai là đồ cu ly? Mày nói ai là đồ cu ly? Ông thì ghè vỡ sọ cái đứa ăn nói hỗn hào ra bây giờ. Bác nhàn xắn cái quần lên, bện vào cặp mấy vòng rồi vỗ đen đét vào ngang đùi: Đây, bà đây, bà đây, mày thử ghè cho bà coi. Thế là hai người túm lấy nhau, trẻ con đứng ở ngoài vỗ tay ầm ĩ. Tiếng vật nhau xen lẫn với tiếng chửi rủa ôm sòm làm tán loạn cả lối xóm. Mọi người bu lại, mỗi bên gỡ ra một người. Có tiếng Phó Ngữ thở hổn hển: Các ông các bà cứ mặc bố tôi phải đánh cho nó chừa tôi ra, biết chưa. Giọng bác nhàn gái cũng chanh chua không kém: Xê ra, thê ra, để tôi vặn cổ cái thằng nói láo cho mà xem, xê ra. Từ bên trong Đào vội vàng sửa lại mái tóc rồi mở tung cánh cửa chạy ra. Nàng xông vào ôm lấy đầu bác nhàn vật xuống, tiếng bác chu lên: Ôi giời đất ơi, ôi ông Phú Lít ơi, bố con nhà nó đánh chết tôi. Cụm người xô đi xô lại, cái hàng rào bị nghiêng đi, nghiến vào nhau kêu can két. Tiếng Đào thét lên lanh lảnh: Thầy để mặc nó cho tôi, thầy đánh chết nó đi. Ở vòng ngoài cái hòn cũng vừa chạy tới, mặt nó sám ngoét, tay nó rung bắn lên, nó quơ vội lấy hòn gạch rồi len vào la thất thanh: Giời đất ơi, chúng mày đánh chết u tao rồi. Nói rồi nó chồm lên nhằm lưng Phó Ngữ mà ghè xuống. Phó Ngữ rên lên hồng hộc: Ôi chao ơi, chúng mày giết ông thì bỏ tù chúng mày cho rụt xương ra, biết chưa. Cụm người lại chen nhau xô đẩy, mãi người ta mới gỡ được bác nhang ra ngoài. Đầu tóc bác rối bù, cúc áo sổ tung, bộ ngực hở ra thổn thện. Tiếng bác khản đi: Đánh chết nó đi, đánh chết nó đi. Ngay lúc ấy bác nhanh trai cũng đã len được vào. Mặt bác xanh như tàu lá, chân tay bác run lẩy bẩy, bác nói không ra hơi: Trời ơi, trời ơi, làm sao mà đến nông nỗi này, tôi xin bà. Vừa nói bác vừa xô vợ ra phía ngoài. Mọi người giãn ra xa, bác nhàn gái vẫn hùng hổ: Đi ra, đi ra, để tôi vặn cổ bố con thằng Phó Ngữ cho coi.
Nhưng nói thế thì nói, bác vẫn cứ lùi bước đi theo chồng. Cái hòn len lét đi đằng sau. Trên thềm gạch, Phó Ngữ nằm lết bết trên cánh tay của Đào. Lão thủng hển: "Cha bố chúng mày, rồi thì rủ tù, biết chưa?" Đào ôm lấy lão vào lòng. Mồ hôi trên trán lão vã ra tấm tấm. Đào xốc nách lão dìu qua ngưỡng cửa, rồi đặt lão nằm ngay ngắn trên mặt phẳng. Hai mắt lão nhắm nghiền. Lão nói với Đào bằng một giọng mệt nhọc: "Cầm cái chai trên nóc tủ lại đây cho tao." Đào bưng lại cho lão một ly rượu trắng. Lão hớp từng ngụm nhỏ. Lúc cạn hết ly, chợt lão ngóc đầu dậy: "Đêm qua mày đi đâu?" Đào mỉm cười gượng gạo: "Tôi đi coi hát, tích điêu thuyền." "Điêu bằng mày không, con đĩ ngựa. Mày đi coi hát sao mày không về?" Mặt Đào vênh lên: "Về chứ sao không về. Nhưng trời tối thui, tôi sợ ma nên ngủ luôn nhà bạn." "Mà cái con chó, tao còn lạ gì, mày đi với thằng Hai Hào." "Khấm chữa, Hào với Xu nào ở đâu mà cứ nói?" "Bộ mày tưởng tao đuôi hả? Tao nói cho mà nghe, biết chưa, tao là tao không có gả con cho đồ cu li cu leo ấy đâu." "Cu li thì đã làm sao, miễn là tốt thì thôi chứ." "Nó tốt mặc bố nó, tao đã bảo là không là không mà." Đào vặt lên: "Nhưng tôi ngủ với nó rồi." Mồm Phó Ngữ đột nhiên há ra, mắt lão trợn tròn lên nhìn cô con gái quý. Tay lão sững sờ buông cái chén xuống đất vỡ tan tành. Đồng thời miệng lão quát lên: "Ôi giời ơi, làm sao, mày làm sao với nó rồi?" Đào lý nhí: "Ngủ rồi." Lão buông ngay Đào ra rồi ngã vật xuống. Tay chân lão quật thình thình trên mặt phẳng. Lão rên lên những lời thảm thiết: "Ngủ rồi, ngủ rồi. Ôi con ơi là con ơi, thế là con ăn cứt rồi." Rồi tự nhiên lão bưng mặt khóc. Đào cuống cuồng chạy lại ôm lấy lão. Nhưng lão thuận chân đạp một cái ninh thân vào ngực nàng. Đào kêu lên một tiếng hự, rồi ngã quay lơ trên mặt đất. Chưa hả cơn giận, lão còn gầm lên: "Đồ con đĩ, trời ơi, thà mày lấy dao cắt cổ tao đi còn hơn là mày bêu riếu tao như thế." Đào lầm cơm bò dậy. Nàng vừa lấy tay cuộn lại mái tóc, vừa chanh chua: "Ừ đấy, tôi ngủ với nó đấy. Tôi thương nó thì tôi lấy." "Lấy nó thì xéo ngay ra khỏi cái nhà này. Đồ đĩ ngựa, đồ vôi giày." Đào không đáp, hầm hầm đi ra cửa. Đến tối lúc gặp nhau, nàng nói với Hai Hào: "Tôi thú với thầy tôi rồi." Gã đàn ông choáng người: "Ý chàng đét ơi, mình thú làm sao?" "Thú ngủ rồi." Gã đàn ông dậy nảy lên, hai chân gã dậm xuống đất: "Chết bà tôi rồi, gặp tôi thì ông ấy đánh tôi chết." "Cần gì, đằng nào thì rồi ông ấy cũng biết." Thấy gã đứng lặng thinh, Đào tiếp: "Mình lấy tôi đi." "Ngộ ông ấy không chịu thì sao?" "Mặc kệ, từ giờ tôi là vợ của mình rồi." Gã cảm động: "Thiệt nha, mình nói thiệt đấy nha." Đào không đáp, áp má vào ngực người yêu. Hai người im lặng. Một lát gã nói: "Nhưng cũng phải cưới nhau thì mình mới làm vợ tôi được chứ." "Thì tất nhiên." "Vậy cưới thì cưới thế nào?" "Tôi biết làm sao được, người ta thế nào thì mình thế ấy." "Chỉ hại bố mình thôi." "Để rồi tôi nói, rồi thế nào ông ấy cũng phải chịu." "Thiệt nha, mình nói thiệt nha." "Thật chứ, mình cứ lo sửa soạn đi." "Mình bảo tôi sửa soạn cái gì cơ?" "Khấm chữa thì cũng phải sắm sửa cái nọ cái kia chứ." Gã ngập ngừng: "Tôi thì tôi chỉ có mấy trăm thiếu không?" "Đừng lo, tôi cũng có, thiếu tôi đưa." "Thiệt nha." Thấy Đào không nói, gã tiếp: "Nhưng tôi nhờ ai hỏi được bây giờ?" "Ai trả được?" "Lão hối được không?" "Ấy chứ, lão hối thầy tôi chả chịu đâu." "Tốn nha." "Cũng chả được." "Thế thì đết ai bây giờ?" "Hay cụ Nết vậy?" "Ừ, cụ Nết thì thầy tôi ưng." Hai Hào náo nức: "Thế thì xong rồi nhỉ, mình nhỉ. Chúng mình lấy nhau, tôi không ngờ đấy nha." Đào cấu vào lưng gã một cái đau điếng. Gã nhe răng ra cười. Hai tay gã gãi lia lịa lên bả vai. Rồi gã ôm Đào vào lòng. Gã thấy như mình ôm cả hạnh phúc trong vòng tay. Chương 5. Ở chợ về, mụ Năm Trà vẫn thấy ba đứa trẻ nằm ngủ trên giường. Bà cụ Nết ngồi khom lưng ở một góc, vừa lim dim
vừa phe phẩy cái quạt đuổi ruồi cho mấy đứa cháu. Mụ ném gói đồ xuống giường, lấy khăn lau mồ hôi trán rồi hỏi: "Má ăn cơm chưa?" Bà cụ tròn dậy: "Đã về đấy à? Sao không nói trước, tôi lại không thổi cơm." Mụ đàn bà khép cái cửa lại, rồi cởi cái áo bà ba vắt lên mắt. "Khỏi, tôi không thấy đói, nhà còn nước tắm không?" "Còn lưng thùng lớn đấy, cứ xài đi rồi bảo nó đổ." Mụ trà tiến lại phía dây thép, với cái khăn mặt lau những giọt mồ hôi lăn tăn ở nách và bụng, rồi ngồi xuống mặt phẳng mở gói giấy mới đem về. Mụ lấy ra một sấp quần áo trẻ con còn nguyên nếp hồ sột soạt. Mắt bà cụ sáng lên trước những hình vẽ xanh đỏ sặc sỡ đủ màu trên những mảnh quần áo xinh xắn. Cụ reo to: "Chàng ơi, đẹp quá ta, cô mua đó hả?" "Phải, mua cho sấp nhỏ đấy, má nhắm thử coi vừa không." Bà cụ đỡ lấy cái váy đầm bằng vải hoa xanh viền chỉ đỏ, rồi suýt xoa: "Ôi chà, được cái này thì nhất sớm rồi còn gì." "Hàng mắt đấy, tôi mua mỗi đứa 2 bộ để dành mặt Tết." "Những 2 bộ kia à, sang dữ, mỗi đứa 1 là quá xa rồi." Mụ trà không đáp, đứng dậy đi vào nhà trong. Lát sau có tiếng nước dội ở đằng sau vách gỗ. Bà cụ nghe thấy tiếng hỏi vọng ra: "Má có thiếu gì không?" "Thiếu gì?" "Quần áo đó, tôi có mua thêm sấp vải, má lấy mà may." Bà cụ ngạc nhiên nhìn về phía con dâu, chưa bao giờ nó tử tế săn sóc cụ như thế. Tần ngần một lát, cụ trả lời: "Thôi, tôi chả cần. Còn 3 cái đồ cũ, xài được rồi." "Thì có vải đấy, má cứ lấy mà may, tôi chỉ sắm có 1 lần này nữa thôi." Bà cụ nhoài người ra với lấy cái gói giấy. Dưới mấy bộ quần áo là một sấp vải láng mượt. Bà run run dở ra, ướm thử trên mấy ngón tay. Mặt vải trơn láng, đen bóng, mềm mại và ống ả như mặt tơ. Bà nói chỏ vào trong: "Mà sao mua nhiều quá vậy kia, chắc trúng số hả?" Người con dâu mở tung cánh cửa bước ra, vừa lau cái khăn lên lớp da trắng muốt vừa nói: "Dễ gì mà trúng số, nhưng cứ sắm, để rồi tôi nói chuyện với má." Một lát sau, mụ thay xong áo rồi ra ngồi trên mặt phẳng. Mụ đặt cái hộp sắt đựng phấn son phía trước mặt, ngồi vuốt cẩn thận từng sợi tóc. Đầu mụ nghiêng mãi trước cái gương nhỏ. Hai tay mụ sửa lại 3-4 lần vành tóc cho thật tròn, rồi nhặt cái bút chì trong hộp sắt lên tô đậm nét lông mày. Vừa sửa soạn vừa đắn đo mãi, hồi lâu mụ mới nói: "Tôi có chuyện muốn nói với má đây." Bà cụ dừng tay quạt, ngẩng đầu lên không nói. Tần ngần một giây mụ tiếp: "Tôi sắp phải đi, mà đi lâu mới về?" Bà cụ hỏi: "Mai mốt rồi không?" Mụ Năm bật lên cười, vành môi đỏ chót của mụ trễ xuống ướt mộng. Mụ nói: "Mai mốt gì, đi là đi luôn ấy chứ, tôi tính đi chỗ khác mà." Bà cụ ngạc nhiên: "Làm ăn cái gì mà đi luôn, chỗ nào thì chỗ, cũng phải có lúc về chứ." Mụ Năm ném thổi son vào hộp, chân mụ quơ lấy đôi guốc dưới gầm giường. Mụ buông thõng một câu: "Tôi đi lấy chồng." Bà cụ lặng đi không đáp. Mắt bà hết nhìn con dâu, lại trông vào 3 đứa trẻ vẫn nằm thiêm thiếp ngủ. Đàn ruồi thỉnh thoảng táp lại đầu quanh mắt, rồi bò xuống vành môi chúng nó. Thấy lâu mẹ không đáp, mụ Năm tiếp: "Tôi suy nghĩ hết sức rồi, tôi không chờ 3 chúng nó được nữa. 3 chúng nó muốn thôi tôi trước. Đấy, má coi, hàng mấy năm nay thư từ đâu có, coi bộ đã sa vào con nào hay chết ngõm rồi không chừng." Bà cụ giơ vạt áo lên lau nước mắt, ngập ngừng một lát lâu cụ mới nói: "Tôi thì tôi không cần gì hết, nhưng sắp nhỏ này rồi ai nuôi?" Giọng mụ Năm trà trở nên gay gắt: "Vậy má bắt tôi ngồi ôm chúng tới già sao? Tôi còn cái thân tôi chứ. Đó, má có nuôi được chúng thì nuôi, không thì mang cho đi, tôi không tiếc." Nói rồi mụ mở cái bóp đầm lấy ra mấy tờ giấy bạc ấn vào tay bà cụ và đổi giọng ngọt ngào: "Thôi má ráng đi, tôi suy nghĩ hết sức rồi, má không trẻ như tôi má đâu có biết." Bà cụ sụt sùi không nói. Hai người im lặng hồi lâu. Một lát mụ Năm vừa đứng dậy vừa thở dài. Bà cụ ngước mắt nhìn lên, tia mắt của cụ làm mụ bối rối.
Mụ vội vã đi lại phía vách, với tay lấy chiếc áo dài. Bà cụ hỏi với giọng đầy nước mắt: "Bộ đi ngay bây giờ à?" "Tôi đi ngay, tàu ra Trung chạy 4 giờ, tôi còn phải đi gặp người ta nữa chứ." Bây giờ thì bà cụ nghẹn ngào, nước mắt đổ ràn rụa. "Vậy để gọi chúng nó dậy cho chúng nó chào." Mụ Lâm xua tay: "Thôi khỏi, để chúng ngủ đi. Lúc dậy má mua cho chúng nó ít tấm bánh, nói là của má cho." Mặc áo xong, mụ lại giường ngắm ba đứa trẻ. Chúng nó vẫn nằm ôm lấy nhau, những cái vạt áo hết lên để phơi cả bụng lẫn rốn. Trong giấc ngủ môi đứa nào cũng biểu ra, cặp lông mi kết giữ dính bết vào nhau thành từng mảng. Mụ thò tay với lấy cái quạt, xua mạnh lũ ruồi bay lăn quăng trên đầu chúng nó. Rồi mụ cúi xuống, vừa quệt lên má chúng vừa nói: "Tội nghiệp tụi bay, nhưng tại ba tụi bay hết đó." Bà cụ nấc lên thành tiếng. Mụ quay lại nói vội vàng: "Thôi tôi đi đây." Bà cụ mếu máu: "Bộ đi thật à?" "Thật chứ, ai nói chơi." "Rồi khi nào về thăm chúng nó?" "Tôi chả hứa đâu, đừng có trông." Bây giờ thì bà cụ hòa lên khóc, đầu cụ dúi vào cánh cửa, hai tay cụ ôm lấy mặt. Cụ không nhìn theo bóng người đàn bà đi vội vã như chạy trốn ra lối ngõ. Bên tai cụ còn vang vọng lại tiếng guốc của mụ gõ lóc cóc trên mặt đường. Lát sau cụ gào lên: "Ơi con ơi là con ơi, ơi cháu ơi là cháu ơi." Người cụ run rẩy, hai tay cụ biếu vào vách gỗ, đứng lao đao một lúc, cụ ngồi cục xuống mặt giường. Đuôi cụ tì nghiến lên chân thằng Út làm nó tròn dậy oà lên khóc. Hai đứa kia cũng cựa quậy, cầu nhau rồi khóc theo. Căn nhà bỗng nhiên thê thảm như có người chết. Bà cụ ôm lấy chúng nó rền rĩ: "Các cháu ơi, má tụi bay đi rồi, má tụi bay đi rồi." Bọn trẻ không biết gì càng gào to hơn. Con chị lớn gọi to: "Má ơi, má ơi." Mấy nhà trước cửa thò đầu ra ngó. Bà cụ bế thằng Út ra đứng ở đầu thềm lu loa: "Bà con vô mà coi, nó bỏ con lại mà đi rồi. Trời ơi là trời, rồi lũ này ai nuôi?" Vừa nói cụ vừa hỉ mũi và giơ vạt áo lên lau. Bọn trẻ cũng theo ra ngồi phịch xuống mặt hè. Tay chúng nó dụi lia lịa lên mắt, nước mắt nước mũi chảy dài ra, đùng ứ ở vành môi. Một người nói: "Sao, bộ má chúng nó đi thiệt rồi sao?" Bà cụ mếu máu: "Đi thiệt rồi, bây giờ bơ vơ, tôi biết trông cậy vào ai. Ơi, năm ơi là năm ơi, mày không về mà coi vợ con mày." Có người kêu lên: "Trời đất ơi, sao mà bất nhân quá vậy, con mình dứt ruột ra mà." Một người khác tiến lại bế cái ba lên, mặt nó lem luốc, mồm đầy dãi rớt và nước mắt. Con bé không chịu đạp dậy ra, khiến bác ta ngọt ngào: "Tao thương mà, tội nghiệp, rồi tao cho ăn bánh." Nhưng con bé tuột ngay xuống đất, nó bò lồm cồm trên bực gạch, đít chỏng lên, hai bên mông loang lổ những nốt mụn bẩn. Bà cụ cúi xuống xốc nách nó lên, rồi lấy tay quệt dải ở mồm nó. Cái hài đứng bên cũng xẻo mẹo: "Bà ơi, cháu đói." Bà cụ đặt thằng Út vào một góc, rồi tất tả lại chạm bếp lục ra bát cơm nguội. Cụ trang đầy nước dưa lỏng bỏng, rưới thêm ít tương và mấy quả cà nhỏ, rồi đem ra ngồi ở bực cửa. Mấy đứa xúm lại, chúng nó ăn uống và húp nước ngon lành. Nụ cười lại nở trên vành môi. Thằng bé tươi tỉnh bước lững chững trên thềm, miệng nó bi bô: "Ba, má, ba, má." Lúc đạp xe qua nhà Huệ, hai Hào thấy nàng ngồi thu lu trên ngưỡng cửa. Khuôn mặt Huệ khuất trong bóng tối, ánh đèn leo lét rọi qua những song gỗ, in rõ mái tóc của nàng xù lên xoắn lại với nhau. Gã cất tiếng giả lạ: "Mệt không cô Huệ ơi?" Huệ ném cái hộp ô mai về phía gã chanh chua: "Mệt cái phải gió, đang túng bỏ mẹ lên đây." Gã cất tiếng cười, tay gã gõ vào thùng xe. Một chân gã ghét lên, một chân quay hờ hững cái bàn đạp. Gã hát theo giọng Bát Tốn: "Cô Huệ ơi, tôi theo cô đi đến tận góc bể chân trời. Sông sâu tôi cũng nặng, núi đầy tôi cũng neo." Huệ đứng dậy xốc lại cái cặp quần cho ngay ngắn, rồi cất tiếng gọi:
Này, hai ơi! Hai Hào quay lại, nhăn ra cười hát tiếp. Sang Tây, sang những san nẻo, san tàu, san Mỹ, tôi theo đến cùng. Huệ nói, khỉ gió đùng lăng lắm nữa. Lại đây, người ta nói cái này. Gã ngừng xe lại nhìn Huệ như dò hỏi. Chuyện gì thế? Thì cứ lại đây nào. Hai Hào ngần ngại xuống xe. Gã nhìn Huệ nghi ngờ. Thôi, tôi đếch vào. Thôi chữa, ai ăn thịt mà sợ, lại gần đây. Gã rụt rè tiến lại gần. Hai người đứng đối diện nhau. Huệ lùa bàn tay vào túi quần của gã. Từ sáng mấy cuốc rồi? Gã chộp lấy bàn tay Huệ, như sợ nàng mó phải cuộn giấy bạc nằm ở bên trong. Gã nói, mấy cái nổ đít, ế bỏ mẹ đi. Đừng có xạo, ai người ta lạ gì, đạp khỏe như voi ấy mà lị. Ai thèm xạo làm chi, thật tình từ sáng mới bỏ riêng được 40, còn thì chui vào tiền thuế bố nó hết. Huệ bật lên cười. 40 tốt rồi, vào đây đi. Gã đàn ông giãy nảy lên. Thôi, chịu thôi, chả chơi. Thì ai đã làm gì mà lo? Gã bẽn lẽn. Đết ai lo nhưng chả đủ đâu. Huệ gắt. Thì ai thèm lấy đủ, chia đôi đỡ thôi mà. Nói rồi nàng xoa bàn tay lên cực gã, làm gã rúm người lại. Bàn tay kia nàng viết cổ gã xuống. Gã định nói gì thì đã bị cặp môi của Huệ bít ngay miệng lại. Một lát sau gã lại duỗi ra. Thôi chả chơi đâu, tôi hại. Khỉ gió, ai người ta làm gì mà hại. Hại cái đào ấy chứ, nó mà biết thì chỉ có chết. Huệ xoa mái tóc bơm sờm của gã như xoa đầu một đứa trẻ. Ôi chao ơi, sao mà khốn khổ thế. Ngữ này rồi thì cũng đến cái nước đem vợ lên bàn thờ mà thờ mất thôi. Gã tức mình. Thờ gì, có mà đây ghè cho vợ đi. Huệ rít lên cười. Bất kể trời chăng, nàng đẩy gã đàn ông qua ngưỡng cửa. Gã líu ríu bước theo nàng. Ở trong nhà ánh đèn bây giờ soi rõ khuôn mặt vêo vao của Huệ. Cặp mắt nàng sâu trũng xuống, hai gò má nhô lên cao. Màu son tím ngăn nhắc tô trên môi trở thành cái màu bạc nhược dưới ánh sáng vàng vọt. Gã đàn ông nói, 20 thôi đấy nha. Huệ không đáp, giơ tay kéo cái màn che giăng ở đầu giường. Một lát gã nói, sao người nóng thế? Huệ quể quải, đang lên cơn sốt đây. Sốt thì thôi đi. Huệ nắm vội lấy tay gã. Khí gió lắm nữa, ai khiến? Gã đàn ông mỉm cưỡng kê lưng xuống mép giường. Một lát gã lại thở phì phò như đang đạp một cuốc xe nặng chở hàng lên chợ. Ở nhà Huệ ra, gã đến chỗ hẹn với Đào ở mé giếng. Tiếng Đào gắt lên trong bóng tối. Sao lâu thế, làm người ta đứng chờ, tưởng đến chết chân đây này. Hai Hào suýt xoa. Xin lỗi, cái phanh xe gẹt cứng, gỡ mãi không ra. Hai người im lặng. Một lát gã nói, việc không xong rồi. Việc gì không xong? Định nhắn cụ Nết nói hộ thì mụ Năm Trà bỏ đi, ai còn dám nhờ nữa. Khỏi cần đi, thầy tôi ưng rồi. Gã vồ lấy tay Đào rối rít. Chàng ơi, rồi ư, thầy mình ưng tôi rồi ư. Thì tôi đã bảo mà. Vậy thì tôi sướng chết người tôi nên đi này. Chưa sướng đâu, mình hãy lại gặp thầy tôi một cái đi đã. Gã choáng người lên. Ý trời đất ơi, bắt tôi nại đằng ý hả? Khấm chữa, mình chả phải lại, dễ cứ ở tiệt trong nhà, rồi tôi lùi lũi về với chắc. Nhưng tôi hại thấy bà tôi đi. Đào cười thương hại. Thì đã bảo thầy tôi ưng mình rồi mà. Thiệt nha, mình nói thiệt đấy nha. Bây giờ mình đi trước, tôi vào cửa đằng sau. Người gã lại bắn lên như bị điện giật. Ý trời ơi, bộ bắt tôi nại mình ngay bây giờ sao? Chứ sao, bây giờ ông ấy đang vui vẻ, đến càng tốt. Tim gã đập mạnh, gã ngập ngừng. Nại thì tôi biết nói cái gì bây giờ? Tùy mình đấy, thầy tôi hỏi cái gì, mình nói cái nấy. Vậy ông ấy sẽ hỏi gì, mình có biết không? Bố ai mà biết được, đến đâu hay đó chứ. Nhưng mà, hay nà, Đào gắt lên. Đã bảo không sợ mà, cứ đi theo tôi. Đào túm lấy áo gã, dẫn về lối ngõ. Tới gần cửa nàng trùng lại, ghé vào tai gã thì thào. Mình vô đi, tôi đứng nghe mình ở cửa đằng sau. Gã định nắm lấy Đào xin nàng tha cho cái công việc tày đình ấy. Nhưng Đào đã gỡ tay gã ra,
và khuất nhanh vào bóng tối. Còn đứng lại một mình, gã ngần ngại trông về phía đằng trước. Căn nhà phó ngữ tỏa ánh đèn lù mù. Gã không nơm thấy phó ngữ ngồi quạt ở cửa như mọi khi. Từ đầu ngõ tiếng người ăn uống hát hỏng ồn ào còn vọng lại. Gã ngập ngừng giây lâu rồi đánh bạo bước qua ngưỡng cửa. Đầu gã thò vào trong, miệng gã ấp úng. Này cụ! Phó ngữ đang nằm vắt tay lên trán, nghe tiếng vội nghển đầu nhìn ra. Chợt lão nhỡm phắt ngay dậy, dương đôi mắt nhìn Hai Hào như muốn ghè cho gã năm bảy gậy. Hai Hào lại nói: Này cụ à! Phó ngữ cất tiếng sẵn: Đứa nào thế? Phải Hai Hào đấy không? Gã đáp: Thưa cụ phải. Bàn tay của lão đập mạnh xuống phản một tiếng khô khan. Anh chìm con gái nhà tôi! Gã lùi phắt ngay lại, miệng bãi hải: Đâu có. Lại muốn chối nữa phải không? Không có, mà nó lại khai cho nhà anh. Anh dụ dỗ nó, anh dụ dỗ con gái nhà lành. Tôi là tôi cho nhà anh rủ tù, biết chưa? Hồn vía Hai Hào lên tận mây xanh. Gã ta chấp hai tay xá lia lịa: Cháu này cụ, cháu hứa, cháu chừa. Liên lao cái mồm xin hứa xin chừa. Bộ tưởng nói vậy là xong hả? Thấy mặt Hai Hào đực ra, phó ngữ vẫn giữ giọng hách dịch nhưng có phần dịu hơn. Này, tôi hỏi thật, có hay không? Gã ấp úng: Dạ có. Có cái gì? Hai Hào lại ngẩng người ra khiến lão phải quát lên: Có ngủ với nhau không? Hai Hào cuống quýt: Dạ có. Có rồi làm sao nữa? Dạ chả làm sao nữa hết. Phó ngữ bật dậy, lão xô cái gối ra tuốt đằng sau, miệng lão hét lớn: Làm ỉnh mẹ nó cái bụng con nhà người ta lên rồi, nói chả làm sao nữa hết là làm sao? Cái quân này phải cho rủ tù thì mới mở mắt ra. Hai Hào lại sung lên: Nãy cụ thương chúng cháu tầng nào hay tầng nấy? Thương cái con chó, ông thì gà vỡ đầu mày ra. Hai Hào hốt hoảng, nhảy bổ xuống hè và co chân chực chạy. Nhưng phó ngữ đã nhanh hơn, lão nhào ngay xuống đất, túm ngay được lấy lưng áo của gã. Chủ tâm của lão chỉ là dọa gã mấy câu cho bỏ ghét mà thôi, cho nên lão đổi giọng ngọt ngào hơn: Này Hào! Gã đứng sững lại, nhưng vẫn giữ thế để có thể tháo thân dễ dàng. Phó ngữ lại hét lên: Thì lai đây đã nào! Tôi hải. Hải cái con chó! Ai người ta đã làm gì cơ chứ? Cụ tha cho chúng cháu. Tha rồi biết chưa? Gã tươi mặt lên rón rén quay trở lại. Phó ngữ chỉ tay vào một cái ghế rồi nói: Ngồi xuống đấy. Gã cảm động rụt rè ngồi xuống một nửa bên mông, trong khi phó ngữ lặng lẽ cho một điếu thuốc thả khói lơ mơ. Lát sau lão mới nói: Thôi, anh đã biết lỗi thì tôi tha cho anh. Nhưng tôi hỏi bây giờ anh tính làm sao? Dạ cháu chả tính làm sao hết. Còn chó, thế dễ anh để cho con gái nhà tôi mang tiếng chữa hoang đấy chắc. Gã đàn ông vội vàng nói rối rít: Dạ có chớ, cưới chớ, cưới chớ. Phó ngữ gật cù: Thế thì được, nhưng tôi nói cho anh hay, biết chưa? Dạ biết. Muốn cưới con gái tôi thì phải theo mấy điều. Ngừng một tí để chiêu ngụm nước, lão nói tiếp: Một là từ nay phải bỏ cái lối đi ngang về tắt, biết chưa? Dạ biết. Hai là phải lo tổ chức cưới xin cho đàng hoàng, mời bà con lối sớm cho đông đủ, biết chưa? Dạ biết. Ba là phải giấu cái chuyện ăn nằm trước với nhau đi, biết chưa? Mặt lão tự nhiên bốc nóng lên, lão buông một câu hằng học: Rõ ra là những trò đốn mặt. Thấy Hai Hào nem nép ngồi im, lão lại tiếp: Bốn là phải chăm chỉ làm ăn cho khá giả, rồi ráng kiếm nghề khác. Tôi là tôi không ưa cái nghề đạp xích lô, biết chưa? Dạ biết. Năm là cưới rồi thì phải về đây ở rể, chứ không có được tự do, biết chưa? Dạ biết. Phó ngữ vui vẻ gãy cái thằng thú vào cạnh tường rồi cất tiếng gọi: Cái đào đâu rồi? Đào! Tiếng đào lý nhí ở đằng sau vách gỗ. Dạ. Mày ra đây, tao nói. Đào bẽn lẽn bước ra, nét mặt tươi hơn hớn. Phó ngữ nhìn về phía con gái rồi hỏi: Mày nghe hết rồi chứ? Tôi đâu có nghe gì. Nhưng rồi mày chịu hay không chứ? Đào cúi đầu dí chân xuống mặt đất. Tuy ở thầy hết, tôi có biết cái gì đâu nào. Thế thì được. Thôi, tao nói thế thôi. Đấy, rồi liệu mà tính với nhau, đừng có để cho tao mất thể diện ở cái xóm này, biết chưa?
Nói rồi lão nằm xuống phản, vớ lấy cái quạt khua phành phạch. Đào biết ý, xích lại gần chí một cái vào lưng Hai Hào. Hai người len lén đi ra cửa. Trong bóng tối, Đào hí hửng: "Đó, thấy chưa, tôi đã bảo thầy tôi ưng mà mình cứ cãi." "Thì tôi có cãi đích gì đâu, chả cãi mà cứ rúm người lại nhát như cái ngày." Gã bật lên cười: "Nhát, nhát cái nổ đít." Hết tập 3, còn tiếp.